Câu chuyện gọi bạn. Ngày xưa, ở một cánh rừng sâu thẳm, có đôi bạn bê vàng và dê trắng. Họ sống với nhau thật thân thiết. Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách êm đềm, vui vẻ và hạnh phúc. Thế rồi, có một năm, trời làm hạn hán kéo dài, hết tháng này sang tháng khác. Những đồng cỏ vốn xưa kia xanh tốt, nay đã chuyển sang màu vàng úa, rồi héo khô. Những con suối đầy ắp nước, trước đây đã dần dần khô cạn. Lấy gì để nuôi sống bây giờ? Thức ăn không có, nước không có, đợi mưa xuống biết đến bao giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Không được. Và thế là bê vàng quyết định đi tìm cỏ. Cuộc hành trình của bê vàng cũng thật khó nhọc, vất vả. Cậu lang thang không biết đã qua mấy con suối, mấy cánh rừng rồi mà vẫn chưa tìm thấy cỏ. Không nản chí, cậu vẫn quyết tâm đi. Đi mãi, đến lúc cậu quên cả đường về. Ở nhà, dê trắng sốt ruột chờ bạn. Chờ mãi mà bóng dáng của người bạn thân vẫn mất hút. Thương quá, nhớ quá, dê trắng lại lên đường. Vừa đi, cậu vừa kêu bê, bê. Nghe thật não ruột. Cứ thế, dê trắng kêu mãi, kêu hoài cho đến tận bây giờ vẫn nghe câu bê, bê. Thật da diết.